Dù đại dịch, năm 2021, các ca viên ngôi sao của Đức là quyên được hơn 38 triệu euro. Mặc cho đại dịch không thể gặp gỡ trực tiếp người dân, nhưng các ca viên ngôi sao của Đức đã lạc quyên được 38,2 triệu euro trong chiến dịch lễ Ba Vua năm 2021. Số tiền quyên góp này sẽ được dành để tài trợ cho hơn 76.500 dự án, giúp đỡ các trẻ em kém may mắn tại châu Phi, châu Mỹ Latin, châu Đại Dương và Đông Âu. Chiến dịch lễ Ba Vua đã được khởi xướng cách nay 60 năm, năm 1959 tại Đức. Hàng năm vào những ngày trước lễ Hiển Linh, hay còn gọi lễ Ba Vua, các thiếu nhi Đức mặc y phục như Ba Vua, Caspar, Melchior và Balthasar, mang gậy có hình ngôi sao và bình hương, đến thăm các gia đình và lạc quyên giúp cho những thiếu nhi đang đau khổ trên khắp thế giới. Các em viết trên cửa mỗi nhà ba chữ CMB, viết tắt của câu Christus Mansionem Benedicat, nghĩa là Chúa Kitô chúc lành cho nhà này. Các em tham gia chiến dịch lễ Ba Vua cũng được gọi là các ca viên ngôi sao. Chiến dịch năm 2021 được các tín hữu của 8.000 giáo xứ tham gia với khẩu hiệu hỗ trợ trẻ em ở Ukraine và trên thế giới. Chiến dịch bắt đầu từ ngày 29 tháng 12 2020 và do đại dịch, đây là lần đầu tiên chiến dịch được kéo dài cho đến ngày 2 tháng 2 năm nay để đủ thời gian cho tất cả mọi người nhận được lời chúc lành. Ông Dirk Bingener, Giám đốc Hội Nhi đồng Truyền giáo của Đức, nhận định rằng do đại dịch nên công việc lạc quyên của các em trong chiến dịch năm 2021 gặp nhiều khó khăn. Những ca viên ngôi sao là những người phụ trách không nản chí vì đại dịch. Ông Dirk nói, nhiều em tham gia không thể đi từ nhà này sang nhà khác, nhưng các em vẫn mang phúc lành đến cho các gia đình theo những cách thức khác nhau. Ông Steven Ottersbach, Giám đốc Toàn quốc của Hội Nhi đồng Truyền giáo và Hội Giới trẻ Công giáo Đức cho biết, các em đã có nhiều sáng tạo, bao gồm viết các lá thư với lời chúc lành và thăm viếng online. Nhiều người tham gia chiến dịch lạc quyên đã đóng góp cho kết quả tuyệt vời này bằng sự dấn thân của họ. Trong chiến dịch lạc quyên lần thứ 64, vào dịp lễ Hiển Linh năm 2022, các ca viên ngôi sao sẽ thu hút sự chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ở châu Phi với khẩu hiệu Hãy khỏe mạnh, hãy luôn khỏe mạnh, quyền của trẻ em trên toàn thế giới. Chiến dịch sẽ bắt đầu ngày 30 tháng 12 năm 2021 tại Regensburg.